Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Thủy Hử, tác giả Thi Nại Am, phần thứ 8, hồi thứ 15. Tại Kim Ngân, Dương Chí vâng mệnh, cướp lễ vật, Ngô Dụng dùng mưu. Khi ấy, có người chạy vào cầm lấy tay Công Tôn Thắng mà hỏi. Tiểu cái bèn ngẩng lên nom, thì chính là Chí Đa Tinh Ngô Dụng, liền cười mà bảo rằng: "Tiên sinh, mời tiên sinh ra đây nói chuyện." Ngô Dụng cũng cười mà nói rằng: "Tôi nghe tiếng ông Nhập Vân Long, Công Tôn Thắng đã lâu, ai ngờ ngày nay mới được gặp ở đây." Tiểu cái lại trỏ Ngô Dụng mà bảo Công Tôn Thắng rằng: "Tiên sinh này là Chí Đa Tinh Ngô Dụng đây." Công Tôn Thắng nghe nói ra dáng vui mừng mà rằng: "Ngài là Gia Lượng tiên sinh phải không? Tiếng ngài lừng lẫy bấy lâu mà tôi bây giờ mới được gặp ở nhà Bảo Chính đấy. Thế mới biết Bảo Chính là người trọng nghĩa khinh tài, cho nên bọn hào kiệt không ai là không đến đây tụ họp." Tiểu cái nói: "Hiện còn có mấy người bạn nữa ở trong kia, xin mời ngài vào đấy để cho biết nhau một thể." Nói đoạn ba người cùng vào nhà trong, cùng Lưu Đường và ba anh em họ Nguyễn làm lễ tương kiến. Đoạn rồi đều nói lên rằng: "Ngày hôm nay được gặp gỡ đông đúc thế này cũng không phải là sự ngẫu nhiên, vậy xin Tiểu Bảo Chính ngồi vào ghế giữa cho." Tiểu Bảo Chính khiêm tốn mà rằng: "Chết nỗi, tôi là anh chủ nhân tầm thường, đâu dám ngồi trên như thế." Ngô Dụng nói: "Bảo Chính là người hơn tuổi, xin cứ ngồi trên cho phải." Tiểu cái biết thế từ chối không tiện, đành phải ngồi trên ghế thứ nhất, để Ngô Dụng ngồi ghế thứ nhì, Công Tôn Thắng thứ ba, Lưu Đường thứ tư, Nguyễn Tiểu Nhị thứ năm, Nguyễn Tiểu Ngũ thứ sáu, Nguyễn Tiểu Thất ngồi xuống ghế thứ bảy. Đoạn rồi sai người lấy các thức rượu nhắm khác lên, cùng đánh chén làm vui. Khi chè chén ung dung, Ngô Dụng nói với mọi người rằng: "Mới đây Bảo Chính nằm mộng, thấy bảy ngôi sao bắt đầu rơi xuống nóc nhà. Thế mà nay chúng ta lại tụ họp bảy người ở đây, thì có lẽ là trên ứng mệnh trời, cái món phú quý kia, tức là bỏ thõng tay mà lấy được. Vậy hôm trước đã nói với Lưu Huynh để đi thám thính đường lối đi của họ. Đến sáng mai, xin Lưu Huynh đi sớm giúp cho." Công Tôn Thắng nghe nói, liền ứng lên rằng: "Việc ấy không cần phải thám thính nữa, bần đạo đã biết rõ là họ đi theo con đường lối Hoàng Nê Cương rồi." Tiểu cái nói: "Về phía đông Hoàng Nê Cương, chừng 10 dặm đường là thôn An Lạc. Ở đấy có một tay hảo hán gọi là Bạch Nhập Thử Bạch Thắng, cũng thường hay đến chơi tôi, mà tôi vẫn cấp đỡ cho luôn." Ngô Dụng nói: "Thế thì một sao sáng ở trên sao bắt đầu, có lẽ là ứng vào người ấy chăng? Nếu vậy thì ta lại có việc dùng hắn được." Lưu Đường hỏi: "Từ đây đến Hoàng Nê Cương nghe chừng cũng xa, không biết rằng chúng ta định ước ở đâu cho tiện?" Ngô Dụng đáp: "Chỉ ở nhà Bạch Thắng, tức là chỗ dung thân của chúng ta đó, và chăng ta cũng phải cần đến Bạch Thắng kia mà." Tiêu cái lại hỏi Ngô Dụng rằng: "Tiên sinh định lấy cách êm ái hay là cách cường ngạnh?" Ngô Dụng cười mà đáp rằng: "Việc ấy tôi đã an bài quy củ rồi, để ta xem tình hình của họ, đáng lấy bằng sức khỏe thì ta lấy bằng sức khỏe, đáng lấy bằng trí khôn thì ta lấy bằng trí khôn. Tôi có một kế như thế này, thế này, không biết rằng có hợp ý các ông không?" Tiểu cái nghe xong dậm chân xuống đất mà khen rằng: "Diệu kế, diệu kế, không trách gọi là tiên sinh Chí Đa Tinh, thật là xứng đáng, dẫu đến già Cát Lượng cũng đến thế mà thôi." Ngô Dụng mỉm cười mà rằng: "Thôi đừng nói đến nữa, tai vách mạch rừng phải cho cẩn thận, sao cho mình biết với nhau là được." Tiêu cái lại nói với mọi người rằng: "Bây giờ ba bác họ Nguyễn hãy trở về, để bao giờ có việc sẽ đến đây tụ họp với nhau. Ngô tiên sinh thì cũng xin về dạy học, còn Công Tôn tiên sinh cùng bác Lưu Đường
thì nghỉ lại ở đây với tôi. Bàn định xong, lại cùng nhau uống rượu, đến khuya mới nghỉ. Ngày hôm sau, cơm nước xong rồi, Tiểu Cái lấy 30 lạng hoa ngân đưa tặng ba anh em họ Nguyễn mà nói rằng, gọi là một chút lòng thành, xin các bác thu nhận lấy cho. Ba người từ chối không lấy, nhưng Tiểu Cái nhất định không nghe, sau bất đắc dĩ phải cùng nhau nhận lấy mà bái biệt ra về. Khi đưa chân ra cổng trang, Ngô Dụng lại ghé tai ba người mà dặn với rằng, cứ thế này, hễ đến hẹn, chớ để lỡ mới được. Ba người vâng lời, rồi trở về thôn Thạch Kiệt. Bấy giờ Ngô Dụng cũng về nhà dạy học, rồi thỉnh thoảng lại đến bàn bạc chuyện trò với Tiểu Cái, Công Tôn Thắng và Lưu Đường ở nhà Bảo Chính. Ai hay một trốn thôn cùng, gây nên thế sự lạ lùng từ đây. Ở đời ví chẳng ra tay, thì trăm năm với một ngày khác chi. Nói về Lương Trung Thư ở Bắc Kinh, khi đã mua sắm xong các đồ lễ vật để mừng nhạc gia, liền định tìm người để chọn ngày mà cho đem sang Đông Kinh. Khi đó hai vợ chồng Lương Trung Thư bàn soạn với nhau, rồi Lương Trung Thư phàn nàn rằng, bây giờ lễ vật đã sắm sanh đủ cả, chỉ nay mai là được khởi hành, duy còn một việc đem đi thì chưa biết tìm ai cho chắc chắn. Nếu lại hớ hình như năm trước, để nó cướp mất cả 10 vạn kim ngân châu báu, mà đến nay truy nã không ra thì thật là uổng lắm. Phu nhân nghe nói, liền trỏ xuống dưới thềm mà nói rằng, tôi thấy tướng công vẫn thường nói, người kia là một tay giỏi giang được việc, vậy sao ngài không sai hắn đi, có phải là Chu Tất không? Lương Trung Thư nghe vậy, liền quay ra nhìn, thấy thanh diện thú Dương Trí đang đứng ở đấy, thì có ý chủ trừ gọi lên mà bảo rằng, Dương Trí, ta quên mất, không nhớ đến ngươi. Nếu ngươi có thể mang các lễ vật mừng sinh nhật vào Đông Kinh cho ta được, thì ta sẽ cất nhắc lên cho. Dương Trí chắp tay bẩm rằng, lệnh ân tướng đã sai, tôi đâu dám trái, nhưng ngài định xếp đặt thế nào và cho bao giờ khởi hành? Ta định lấy 10 cỗ xe Thái Bình ở Đại Danh Phủ, cho 10 tên cấm quân đi áp, và mỗi xe cắm một lá cờ vàng trên đề mấy chữ lễ mừng sinh nhật quan Thái Sư, rồi lại cho thêm mỗi xe 2 tên lính khỏe mạnh đi theo vào đấy, mà trong 3 ngày nữa là khởi hành. Dương Trí bẩm rằng, việc ấy không phải là chúng tôi dám từ chối, nhưng thực là không thể nào đi được. Vậy xin ân tướng giao cho ai là kẻ anh hùng linh lợi thì hơn. Lương Trung Thư truyền rằng, việc này ta muốn cất nhắc cho ngươi, cho nên mới sai ngươi đi. Rồi ta viết một phong thư riêng cho quan Thái Sư, rồi ngài sẽ tâu với triều đình phong sắc cho ngươi. Vậy làm sao mà ngươi từ chối? Dám bẩm ân tướng, chúng tôi được nghe trước đây đã bị một phen cướp mất, tới nay truy nã chưa ra. Hiện bây giờ trộm cướp càng nhiều, mà đây sang Đông Kinh toàn là đường bộ, đi qua mấy nơi như núi Tử Kim, núi Nhị Long, núi Đào Hoa, núi Tản Cái, đồi Hoàng Nê, thung Bạch Sa, bể Dã Mân và rừng Xích Tùng, đều là những nơi giặc cướp lẩn núp xưa nay. Dẫu khách đi không, cũng không dám đi qua đấy. Huống chi chúng lại biết là kim ngân châu báu mang đi, thì làm thế nào mà chúng không cướp bóc? Như vậy chẳng qua chỉ uổng phí tính mạng mà không ăn thua, bởi thế nên chúng tôi không dám đi. Trung Thư nói, nếu thế thì ta sẽ điểm nhiều binh lính đi hộ tống với người cũng được chứ sao? Dương Trí lại bẩm rằng, ân tướng sai đến 10.000 người đi cũng là vô ích. Nếu họ nghe thấy cướp đến thì họ tháo trước ngay rồi, còn dám làm gì được? Cứ như người nói thì lễ vật đành bỏ đấy, không đưa đi được nữa hay sao? Bẩm ân tướng, nếu ân tướng có y cho một điều này thì chúng tôi xin vâng đi được. Ta đã giao cho ngươi thì có thế nào, ngươi cứ nói ra nghe. Dương Trí nói, nếu ân tướng nghe lời chúng tôi thì không cần dùng đến xe pháo gì cả, chỉ xin chia các lễ vật ra làm 10 gánh, chọn lấy 10 tên cấm quân khỏe mạnh để gánh,
rồi ăn mặc giả khách buôn mà đi ròng rã ngày đêm cho mau tới Đông Kinh thì may ra mới được. Lương Trung Thư nghe nói khen rằng: anh nói phải, để rồi ta viết thư trình với quan thái sư, ngài sẽ xin cáo mệnh cho về. Nói xong liền cho Dương Chí sửa soạn hành trang và điểm quân lính ra đi. Sáng hôm sau, Lương Trung Thư lại gọi Dương Chí vào sảnh mà bảo rằng: ngươi định lúc nào bắt đầu ra đi? Bẩm ân tướng, chỉ sáng mai là chúng tôi lấy giấy lãnh trạng xin đi. Lương Trung Thư nói: phu nhân cũng có một gánh lễ vật để đưa vào bảo quyến ở trong phủ, nhưng sợ anh không hiểu đường lối cho nên cắt thêm một tên đô quản và hai tên ngu hầu để đi kèm vào cho tiện. Dương Chí có ý ngần ngại mà bẩm rằng: Dương Chí này không đi được nữa. Trung Thư ngạc nhiên mà hỏi rằng: sao lễ vật đã sửa soạn cẩn thận rồi mà ngươi lại nói là không đi được nữa? Bẩm ân tướng, 10 gánh lễ vật và mấy người đi có điều quan hệ ở chúng tôi, nên đi sớm thì phải đi sớm, nên đi trưa thì phải đi trưa, đều ở tay tôi cắt đặt. Nay ân tướng lại cho lão đô quản và hai tên ngu hầu cùng đi, các người ấy đều là đầy tớ thân ở phủ thái sư, vâng mệnh phu nhân sai khiến. Trong khi đi đường hoặc sinh sự ngang trái, chúng tôi không có quyền coi giữ, mà lỡ ra hỏng đến việc to thì bây giờ biết nói làm sao cho được. Cái đó khó gì, để ta bắt họ phải tùy theo ngươi là được rồi. Như vậy thì chúng tôi xin ký giấy lãnh để đi, nếu có sơ suất điều gì xin cam chịu tội. Lương Trung Thư cả mừng mà rằng: ngươi thực là người có kiến thức, không phụ lòng ta đài cử chút nào. Nói đoạn cho gọi Tạ đô quản và hai tên ngu hầu mà truyền rằng: Dương Chí đã nhận lấy lãnh trạng tại các lễ vật dâng quan thái sư bên Đông Kinh, việc gì cũng đều quan hệ ở hắn cả. Vậy các ngươi đi đường phải tuân theo ý hắn, đi đứng nghỉ ngơi, bảo sao nghe vậy, không được ngang trái điều gì. Còn những việc phu nhân đã dặn thì ba các ngươi phải cho chu tất cẩn thận, đi đến nơi về đến chốn, chớ để làm lỡ mới được. Lão đô quản cùng ngu hầu đều cúi đầu mà vâng nhận mọi lẽ. Sáng hôm sau đầu trống canh năm, sắp sửa gánh gồng ra để ngoài sảnh sự. Lão đô quản cùng hai tên ngu hầu đem một gánh tài bạch của phu nhân ra. Tất cả là 11 gánh, bắt 11 tên cấm quân đều mặc lối phu gánh thuê cả. Khi cơm nước xong rồi, Lương Trung Thư giao các giấy má cho Dương Chí. Dương Chí đội nón lá, mặc áo xanh, thắt lưng ra ngoài, chân đi đôi giày gai, dắt thanh đao lưng, cầm thanh đao lớn. Tạ đô quản thì ra dáng người khách đi đường, và hai tên ngu hầu thì ăn mặc ra người bán hàng. Ai nấy đều cầm đao và dắt mấy thanh roi mây, mà bái từ Lương Trung Thư rồi rong rả cất gánh ra đi. 15 người đi khỏi cổng phủ, ra tới cửa thành Bắc Kinh, rồi cùng nhau lên đường cái lớn, trông chừng thẳng ruổi kinh sư. Bấy giờ đương độ trung tuần tháng 5, trời tuy tạnh ráo mà nóng bức lạ thường. Dương Chí nhất tâm muốn đi cho kịp ngày sinh nhật là ngày rằm tháng 6, cho nên cũng phải rông rả đi mau. Từ khi ở thành Bắc Kinh bước chân ra, trong 5-7 ngày trời, hôm nào cũng đầu trống canh năm dậy đi cho mát, rồi đến giữa trưa lại nghỉ. Sau dần dần đến những nơi nhà cửa lưa thưa, đường đi vắng vẻ, các điếm nghỉ toàn là trên gò trên núi, Dương Chí bèn bắt các quan quân cứ từ giờ thìn, tức là 8 giờ sáng thì bắt đầu đi, mà đến giờ thân, tức là 5 giờ chiều thì nghỉ. Bọn 11 đứa cấm quân toàn phải gánh nặng ẻ cổ, mà trời lại nóng bức như thiêu, chúng không sao chịu được, cứ thấy quãng rừng cây nào là đặt gánh xuống nghỉ. Dương Chí thấy vậy thì thúc giục bắt đi, nếu anh nào chậm trễ lại roi mây quất đít, không cho được nghỉ chút nào. Có hai tên ngu hầu cũng lưng đeo khăn gói hành lý, thở y a y ạch, không bước đi được. Dương Chí mắng rằng: các anh không còn biết gì cả, đã đành việc này tuy là việc quan hệ ở tôi, nhưng các anh cũng nên thúc đánh bọn phu cho chúng nó đi lên,
chứ lại cứ lững thững đi đằng sau chúng nó thì còn được việc gì nữa? Hai tên ngu hầu đáp rằng, có phải là chúng tôi muốn đi chậm thế đâu, chỉ vì trời nóng quá, không sao mà đi lên được nữa. Mấy hôm trước còn đi sớm mát mẻ dễ chịu, đến mấy hôm nay lại đi vào lúc nóng bức thế này thì còn chịu thế nào được? Dương Chí nói, các anh nói thế thì buồn cười thật. Mấy hôm trước là đi qua những chỗ yên lặng, chứ như những miệng hùm nọc rắn trốn này thì ai dám đi nửa đêm gà gáy bao giờ? Hai anh ngu hầu nghe vậy, tuy miệng không dám nói ra, song trong bụng nghĩ lẩm bẩm nói thầm, cho là thằng này ỷ thế mà mắng liều mắng lĩnh. Khi Dương Chí vác roi cầm đao theo sau đốc thúc cho bọn phu gánh đi, thì hai anh em ngu hầu ngồi xuống gốc cây liễu, đợi cho lão đô quản đến nơi mà phàn nàn rằng, cái anh Dương Chí thật là lố quá, anh ta chỉ là một thằng đề hạt ở môn hạ tướng công mà anh ta làm ngay như trời vậy. Lão đô quản nói, vì tướng công đã dặn chúng ta không được ương ngạnh với hắn, cho nên tôi không dám nói. Nhưng trong hai hôm nay thì khó chịu lắm rồi, ta hãy cứ nhịn hắn xem sao. Hai tên ngu hầu nói, cái đó là tướng công lụy lòng thế chứ, tôi tưởng đô quản cứ chủ trương lấy là phải. Lão đô quản đáp, thôi, ta hãy cứ nhịn đi xem đã. Đến giờ thân chiều hôm ấy, tìm vào một cái hàng để nghỉ. Mười mấy đứa cấm quân đều mồ hôi nhễ nhại, thở dài thở ngắn mà nói với lão đô quản rằng, chúng tôi không may mà sinh ra kiếp làm thằng lính khỏe, vẫn biết rằng phải chịu người trên sai khiến. Nhưng mấy hôm nay nắng như thế mà lại gánh nặng, lúc mát không đi, cứ nhè vào lúc nắng, rồi không bước đi được thì lại roi vọt đến nơi. Thế thì thể xương ai chẳng là người, chúng tôi thực là khó quá. Lão đồ quản nói, thôi, các anh chịu khó vậy, đừng oán hận nữa, rồi về Đông Kinh tôi sẽ thưởng cho. Chúng nói rằng, nếu được như đô quản đãi chúng tôi thì còn dám oán hận gì nữa. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa mọc, chúng đều trở dậy sắp sửa đi. Dương Chí đâm bổ dậy quát mắng rằng, đi đâu bây giờ, hãy ngủ đi đã. Chúng nghe vậy thì phàn nàn rằng, bây giờ đương mát không cho đi, rồi đến trưa nắng không đi được lại đánh. Dương Chí quát lên rằng, chúng bay còn biết cái gì nữa, muốn sống ngủ đi. Nói đoạn giơ roi toàn đánh. Chúng thấy thế, ai cũng đều im hơi nín tiếng mà nhắm mắt cho xong. Đến gần giờ thìn, cùng nhau thổi cơm nấu nước, ăn uống xong rồi mới bắt đầu ra đi. Khi đi ra đường, Dương Chí vừa đánh vừa thúc, không cho vào chỗ mát để nghỉ. Các quân chúng đều lẩm bẩm oán hận luôn mồm. Hai tên ngu hầu cũng kêu ca với lão đô quản, làm cho đô quản cũng phải phiền não khó chịu vì Dương Chí. Đi được độ 14-15 ngày, thì trong bọn 14 người ấy đều oán hận Dương Chí mà không ai bằng lòng chút nào. Một hôm, cũng vào khoảng giờ thìn, mọi người thổi cơm, nấu nước, ăn uống rồi ra đi. Bấy giờ, giữa hôm mùng 4 tháng 6, trời chưa tới trưa thì mặt trời đã chói lọi ở trên soi xuống, không hề có một chút mây gợn nào che đỡ, làm cho nóng bức lạ thường, không sao chịu nổi. Dương Chí thúc quân chúng đi ở một con đường hẻm trong núi. Đến lúc bóng nắng đã đứng đầu, thì trên mặt đá nóng bỏng như nung, không thể nào đặt chân xuống mà đi được. Quân chúng phàn nàn rằng, trời nóng quá thế này, dễ thường phơi chết người ta chắc. Dương Chí thấy chúng phàn nàn, lại thét lên rằng, chúng bay phải cho mau, đến quãng đồi đằng trước kia sẽ liệu. Được một lát, đi đến một cái đồi đất ở trước mặt. 15 người cùng lên đồi để đặt gánh xuống nghỉ. Rồi 11 quân gánh đều chạy ra chỗ gốc cây mà nằm ngủ quay ra đó. Dương Chí thấy chúng như vậy thì kêu lên rằng, chết nỗi, đây là xứ sở nào mà các ngươi dám nằm nghỉ ở đó, có dậy mà đi mau lên không? Nói đoạn lại quay sang lão đô quản mà bảo rằng, đô quản không biết đây chính là gò Hoàng Nê, trộm cướp vẫn thường lẩn lút ở đây, dẫu đến Thái Bình vô sự cũng vẫn cứ ban ngày cướp bóc người ta, huống chi là thời buổi này có ai dám lên đây mà nghỉ.
Hai tên ngu hầu nghe nói thì ra dáng không bằng lòng mà rằng: câu ấy ông nói đến mấy lượt rồi, ông chỉ quen nói thế để dọa người ta thôi. Lão đô quản bảo Dương Chí rằng: thôi thì hãy để cho họ nghỉ một tí, đến quá trưa ta lại đi có được không? Dương Chí nói: các ông có biết gì đâu, từ đây trở đi tới 7-8 dặm đường, không có một cái nhà nào cả, nghỉ ở đây thế nào được? Lão đô quản nói: tôi hãy ngồi đây một lát rồi tôi đi, các ông cứ giục họ đi trước đi. Dương Chí đứng dậy, cầm roi gióng giả cho chúng mà quát lên rằng: ai không đi thì đánh đủ 20 roi không tha. Chúng nghe nói đều sợ hãi, đâm bổ trở dậy. Trong đám ấy có một tên nói với Dương Chí rằng: đề hạt ơi, chúng tôi gánh nặng hàng trăm cân, có được thung dung nhẹ nhàng như các ông đi tay không đâu. Ông phải nên nghĩ lại cho chúng tôi cũng là người mới được. Đến ngày tướng công đi đây, chắc ngài cũng còn cho chúng tôi kêu được một câu nữa là: ông cứ mắng mãi, không còn thương chúng tôi chút nào cả. Dương Chí lại quát lên rằng: đồ súc sinh không biết gì, tao đây chỉ đánh mới xong. Đô quản gạt đi rằng: đề hạt hãy khoan tay, để tôi nói câu này. Khi tôi ở Đông Kinh hầu hạ quan thái sư, bao nhiêu quan quân trên dưới trông thấy tôi đều vâng dạ răm rắp, mà không hề có kiêu ngạo một câu nào. Nay bác là một anh tử tù đi xung quân, vì tướng công có lòng thương, cho làm chức đề hạt, thế mà bác chỉ quát tháo đánh đập người ta, thì còn ra lý thú gì nữa? Dương Chí nói: các ông có biết đâu là đường đi bây giờ thiên nguy vạn hiểm, chứ có phải chơi đâu. Tôi từ Tứ Xuyên Lưỡng Quảng không đâu là không đi khắp, nhưng cũng chưa thấy ai nói như bác bây giờ. Dương Chí nói: bây giờ nào có được như mọi lúc thái bình đâu. Bác nói thế mà không sợ tôi khoét mồm cắt lưỡi, thiên hạ bây giờ làm sao mà không thái bình. Dương Chí đương muốn nói đáp lại thì bỗng thấy ở khu rừng có bóng người đương ngấp nghé nom dòm, liền trỏ mà bảo mọi người rằng: kia kìa, có phải Rõ Quân cướp đấy không? Nói xong vứt roi xuống đất, vác thanh đao chạy thốc sang khu rừng mà quát lên rằng: chúng bay to gan thật, dám đến đây nom dòm hàng hóa của ta à. Dương Chí vừa nói vừa chạy đến thì thấy ở khu rừng bên ấy có một dãy 7 cỗ xe giang trầu, 6 anh đương cởi trần trùng trục ngồi nghỉ mát, và một anh bên cạnh mái tóc có nốt ruồi đỏ cầm đao đứng đó. Tụi kia trông thấy Dương Chí thì 7 người đều kêu lên một tiếng rồi nhảy trổ ra. Dương Chí quát lên rằng: các anh là người nào? 7 người kia hỏi lại: anh là ai, anh đừng hỏi càn, chúng tôi đi buôn bán tầm thường, không có tiền đâu cho anh được. Dương Chí nói: các anh buôn bán tầm thường thì đây buôn to hẳn. 7 người hỏi: anh là hạng người nào, nói thực cho biết. Các anh hãy nói các anh ở đâu đã. 7 anh em chúng tôi buôn táo ở Hàng Châu, đem sang Đông Kinh, đường đi qua đây, thấy họ nói chỗ này là đồi Hoàng Nê, thường có trộm cướp lẩn lút để cướp bóc khách thương, cho nên chúng tôi phải mải miết đi. Nhưng nghĩ lại, mình chỉ có mấy xe táo mà không có của cải, và chăng đi được đến đây thì trời nắng quá, không sao chịu nổi, đành phải ngồi nghỉ, đợi khi trời mát mới đi. Vừa rồi nghe tiếng nói ở trên đồi, chúng tôi tưởng là cướp, cho nên phải bảo người chạy ra nom xem. Dương Chí nói: té ra chúng mình là khách đi đường cả, thế mà tôi thấy người nom dòm lại cho là cướp, nên vội vàng chạy đến để xem. 7 người kia cười mà rằng: mời ngài xơi mấy quả táo cho vui. Dương Chí nói: thôi, tôi xin vô phép. Đoạn rồi vác đao chạy về chỗ để gồng gánh. Lão đô quản thấy Dương Chí trở về thì nói rằng: có cướp đến đây thì chúng ta phải chạy đi mới được chứ. Dương Chí nói: tôi tưởng là cướp, nhưng té ra là bọn buôn táo cả. Lão đô quản trở ngay nét mặt mà nói với chúng rằng: cứ như lời ông ấy nói lúc nãy thì có lẽ tội này chết hết cả rồi. Dương Chí nói: thôi, ông bất tất phải nói, nếu được vô sự thì còn gì bằng nữa, bây giờ cứ để cho nghỉ, chốc mát sẽ đi. Chúng nghe nói ai cũng bật cười. Dương Chí để thanh đao xuống đất rồi cũng đến một gốc cây mát ngồi nghỉ.
Được một lúc, thấy đằng xa có một anh vai gánh đôi thùng, chân bước lên đồi, miệng hát nghêu ngao rằng: "Lửa trời nung nấu bấy lâu nay, cháy lúa khô đồng, héo cỏ cây. Thương nỗi nông phu như lửa đốt, mà ai phe phẩy quạt luôn tay." Anh chàng ta vừa hát vừa đi lên chỗ rừng thông trên đồi, đặt gánh để nghỉ. Bọn quân chúng trông thấy liền hỏi anh chàng kia rằng: "Anh gánh gì trong thùng đó?" "Rượu trắng đấy." "Anh gánh đi đâu?" "Gánh vào các làng để bán." "Bao tiền một thùng?" 5 quan tiền một thùng." Chúng nghe nói bàn với nhau rằng: "Chúng ta đương nóng đương khát, thử mua một thùng uống giải nóng có thú không?" Dương Chí thấy chúng nói liền quát lên rằng: "Chúng bay làm gì đó?" Chúng nói: "Chúng tôi mua rượu uống cho đỡ khát." Dương Chí vớ lấy thanh đao quát mắng rằng: "Tao không bảo sao chúng bay dám thiện tiện mua rượu, con này to gan thật." Chúng nói: "Không có việc gì ông cũng hống hách với chúng tôi. Chúng tôi có tiền mua rượu uống, việc gì mà hăm dọa." Dương Chí lại mắng rằng: "Quân khốn nạn này không hiểu một chút nào cả. Chúng bay chỉ trực uống, không biết đường xá bây giờ vất vả, kẻ biết bao hảo hán bị thuốc mê đó sao?" Anh chàng bán rượu nghe nói thì nhìn Dương Chí rồi cười nhạt mà rằng: "Ông này mới lạ chứ, tôi có bán cho ông uống đâu mà ông dám nói những câu vô lý như thế." Đương khi hai bên cãi cọ ỏm tỏi thì thấy bọn buôn táo vác đào chạy đến: "Các anh làm gì ầm ĩ lên thế?" Anh chàng bán rượu liền đáp rằng: "Tôi gánh rượu vào làng bán, đi qua đây trời nắng ngồi nghỉ mát. Bọn kia đến hỏi mua rượu uống, tôi cũng chưa bán, thế mà ông này lại bảo rằng rượu tôi có thuốc mê, các ông tính xem." Nói những câu vô lý thế buồn cười không? 7 người kia nói: "À, thế mà chúng tôi tưởng là có cướp đến. Thôi cần gì, chúng tôi cũng đương muốn tìm rượu giải khát đây. Các ông ấy đã ngờ thì anh bán cho chúng tôi một thùng vậy." Anh chàng gánh rượu đáp rằng: "Không bán, không bán." 7 người lại nói: "Cái anh này rõ là vô lý. Anh mang đi đâu bán không là tiền. Anh bán cho chúng tôi cũng là cứu cho chúng tôi đỡ cơn nóng khát chứ." "Bán cho các ông một thùng thì cũng chả làm gì, nhưng bị họ nói thế khó chịu lắm. Và chăng đây cũng không có chén gáo gì cả, uống làm sao được." "Ôi chào, họ nói mặc họ, ta cứ bán đã sao, chúng tôi đã có gáo kia rồi." Nói đoạn 2 người chạy về chỗ để xe, lấy ra 2 cái gáo rửa, và mỗi người bốc một bốc táo tướng đem đến. 7 anh túm vào bên thùng rượu, múc uống lần lượt với nhau, rồi dở táo ra nhắm. Một lát hết cả thùng rượu, 7 người quay ra bảo anh bán rượu rằng: "Chúng tôi quên mất, không hỏi anh thùng rượu bao nhiêu tiền." Anh kia trả lời rằng: 5 quan một thùng, 10 quan một gánh đấy." Bọn 7 người kia nói: 5 quan một thùng, chúng tôi xin vâng, nhưng anh thêm cho chúng tôi 1 gáo. Anh kia đáp: "Giá tiền đã nhất định rồi, không thêm được." Bọn kia một anh đưa tiền ra trả hàng rượu, một anh thì mở ngay thùng rượu đầy, múc lấy 1 gáo uống. Anh chàng bán rượu vội vàng chạy đến giằng lấy, thì anh kia đã uống hết 1 nửa, còn 1 nửa trong gáo thì cầm chạy phăng phăng sang bên rừng bên kia. Anh chàng bán rượu lật đật chạy đuổi theo, thì lại một anh ở trong rừng lững thững chạy ra múc luôn gáo nữa. Anh chàng kia trông thấy vội vàng nắm lấy tay, giật lấy gáo rượu đổ vào thùng, đậy lại cẩn thận, rồi vứt gáo dừa xuống đất mà nói lẩm bẩm rằng: "Bọn khách ấy không có một chút gì là quân tử cả, con người như thế mà làm như thế được." Đằng này, bọn quân lính của Dương Chí thấy đám kia uống rượu tới ta tới tấp như thế thì trong bụng rất lấy làm nóng nảy, khó chịu. Muốn sao vớ được thùng rượu mà nốc với nhau thì mới thỏa lòng. Có một tên đến nói với lão đô quản rằng: "Ngài ơi, ngài làm phúc nói giúp chúng tôi 1 tiếng. Bọn hàng táo nó uống cả 1 thùng có việc gì đâu. Còn 1 thùng cho chúng tôi mua uống nốt để cho đỡ khát, kẻo trời nóng bức thế này, mà ở đây không có nước thì chịu làm sao được." Lão đô quản phần thì nghe chúng nói cũng thương tình,
phần thì bụng mình cũng hơi muốn uống, bèn nói với Dương Chí rằng: "Bọn hàng táo nó uống hết thùng rượu cũng không việc gì cả, vậy còn một thùng nữa cho phép bọn quần chúng nó mua, uống cho đỡ khát, chứ ở đây còn đào đâu ra nước được, không lẽ để nó chết khát hay sao?" Dương Chí nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng: "Bọn kia nó uống hết một thùng, đích xác ta trông thấy, sao nó lại múc một gáo bên thùng này để uống, cũng không thấy việc gì cả. Thôi ta đánh chúng suốt cả ngày, âu là bây giờ ta cũng để mặc chúng uống, mỗi đứa một ít, cho chúng hả lòng vậy." Nghĩ đoạn liền bảo với lão đô quản rằng: "Đô quản đã nói vậy, tôi xin chiều lòng cho chúng nó uống." Mới hay, dẫu cho dạ đá gan đồng, lúc này há dễ cầm lòng cho đang, chi cơ nên trước giữ giảng, rồi ra những sự phi thường biết đâu. Bây giờ lũ quân chúng nghe Dương Chí nói thì chẳng khác gì được người cởi trói tha cho, liền hăm hở cùng nhau gom đủ 5 quan tiền đến nói với anh kia để mua rượu uống. Anh kia lắc đầu mà đáp rằng: "Rượu này có thuốc mê, tôi không bán cho các anh." Chúng nghe nói thì làm bộ cười nịnh mà bảo anh kia rằng: "Bác ơi, bác nói cay làm gì thế?" Anh chàng kia lại gạt đi mà rằng: "Tôi không bán đâu, đừng lôi thôi nữa." Bọn buôn táo thấy vậy, bảo với anh hàng rượu rằng: "Anh lầm rồi, vừa nãy họ nói liều thế thì mặc họ, chứ việc gì anh lại giận dỗi. Chúng tôi đã uống một thùng, có việc gì đâu. Thôi anh bán cho người ta, đừng nên chấp nề nữa." Anh chàng kia nói: "Thôi, việc gì đương vô sự lại làm cho người ta phải nghi tâm đến mình." Bọn hàng táo tức mình đứng dậy, đẩy anh hàng rượu ra, rồi xách thùng rượu đưa cho đám quân chúng uống. Đám quân chúng thấy vậy cả mừng, giữ lấy thùng rượu, rồi hỏi bọn buôn táo mượn cái gáo dừa để uống. Bọn buôn táo bảo đám quân chúng rằng: "Để tôi đưa các bác mấy quả táo để nhắm rượu nhân thể." Đám quần chúng nói: "Xin cảm ơn các ông, có đâu chúng tôi dám phiền thế." Bọn buôn táo cười mà rằng: "Chúng tôi cũng là khách đi đường cả, các bác lấy mỗi người một quả để đưa cay cho dễ uống, có làm gì mà phiền." Nói đoạn lấy độ 5 quả táo đưa cho đám quần chúng và đưa 2 cái gáo cho mượn một thể. Quần chúng cả mừng, vội vàng mở thùng rượu múc ra 2 gáo đưa mời Dương Chí và lão đô quản uống trước. Dương Chí nhất định không uống, duy có đô quản thì giơ gáo lên nốc luôn một hơi vừa hết. 2 anh ngu hầu cũng mỗi người uống trước 1 gáo, còn thì quân chúng lần lượt chia nhau mà uống. Dương Chí thấy chúng uống vào đều vô sự cả, chàng cũng vẫn nhất định không uống, nhưng sau thấy trời nóng bức quá chừng mà miệng ráo cổ khô không sao chịu được, chàng liền bất đắc dĩ cầm lấy gáo rượu uống liền 1/2 và ăn qua loa 1 vài miếng táo cho đỡ khát vậy. Khi uống xong rồi, anh chàng bán rượu bảo với chúng rằng: "Thùng rượu này bọn hàng táo đã uống mất 1/2 gáo, vậy tôi trừ cho các anh 1/4 quan, còn phải trả đủ cho tôi." Bọn quần chúng đưa tiền ra trả, anh chàng kia nhận lấy tiền rồi quẩy đôi thùng mà lại hát nghêu ngao đi xuống dưới đồi. Bấy giờ bọn 7 anh hàng táo đứng ở gốc thông bên kia trỏ sang 15 người này mà nói rằng: "Ngã này, ngã này." Đoạn rồi trong bọn 15 người này hết thảy đều nặng đầu chóng mặt, mềm rũ chân tay mà nằm vật cả ra đó. 7 anh hàng táo thấy vậy liền đem 7 cỗ xe giang châu đổ cả táo xuống góc rừng, rồi lấy các kim ngân tài bảo trong 11 gánh của lũ kia mà xếp cả lên xe, đậy điệm cẩn thận, rồi kéo xe xuống đồi dưới mà đi. Dương Chí trông thấy thế, trong bụng vô cùng tức bực khốn khổ, song chân tay thân thể đã mềm rũ cả ra mà không sao cựa cậy được. Còn 14 anh nọ cũng chịu phép, nhìn cho bọn kia lấy hết kim ngân châu báu mang đi, không hề làm gì được cả. Khôn ngoan ở với ngu đần, vừa phần nhọc xác vừa phần uổng công, giống tham bao tránh khỏi chồng, làm cho lụy đến anh hùng bởi ai. 7 anh hàng táo ấy là ai? Chính là Tiểu Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lưu Đường và 3 anh em họ Nguyễn. Còn anh hàng rượu kia thì chính là
Bạch Nhật thở Bạch Thắng, mà gánh rượu ấy toàn là rượu ngon tất cả. Khi bảy người uống một thùng, rồi Lưu Đường lại bỏ thùng rượu bên này uống luôn một gáo nữa, cố ý làm cho bọn 15 người nọ biết là rượu tốt. Đoạn rồi Ngô Dụng lại nấp ở trong rừng, bỏ thuốc mê vào gánh mà chạy sổ ra, giả vờ múc trộm. Bấy giờ Bạch Thắng quay lại rằng gáo rượu đổ trả vào thùng, làm cho thuốc mê pha lẫn cả vào rượu, rồi sau mới bán cho lũ nọ. Đó là cái kế sách mà bọn 8 người hảo hán bày ra để cướp lấy 10 vạn quan tiền châu báu vậy. Khi ấy Dương Chí vì uống ít rượu nên vừa mới được một lúc thì chàng đã tỉnh táo dậy được trước. Duy nhìn đến 14 người kia thì anh nào anh nấy vẫn còn nằm vật mãi ở gốc cây, dãi nhớt chảy ra bên mép mà chưa anh nào dậy được. Dương Chí thấy thế, vừa phần tức bực, vừa phần lo sợ, vì mấy đứa khốn nạn tham lam, nói ngang nói dọc, làm cho mười mấy gánh châu báu kim ngân đều tống đi mất cả. Như thế thì còn về tới phủ mà trông thấy Lương Trung Thư làm sao được nữa. Chàng nghĩ vẩn nghĩ vơ, cay đắng trong lòng, liền lấy tờ giấy lĩnh trạng ra, xé tan nát vứt đi, đoạn rồi đứng mà phàn nàn một mình rằng: bây giờ đi cũng dở, mà về thì cũng chết. Tiến thoái đôi đường đều là tuyệt vọng cả. Thời vận anh hùng đã đến lúc long đong như thế, bất nhược liều mình mà chết ở đây cho rảnh. Chàng nghĩ vậy, liền sắn áo đi dạo bước ra mạn đồi để nhảy xuống khe mà tự tử. Cho hay, cây cao càng cả gió lay, khôn ngoan càng lắm nỗi cay đắng lòng. Chẳng hay cùng mẹo hóa công, thử gan sắt đá anh hùng xem sao. Bể trần mấy lớp ba đào, nóng gan ai dễ cắm xào được yên. Cắp tay vái lạy hoàng thiên, thân này liền quyết một phen với đời. Hồi thứ 16. Đánh chén không tiền, gặp tay đao quỷ. Trói sư lập mẹo, cướp núi Nhị Long. Bấy giờ Dương Chí đừng bực mình nóng tiết, chạy ra bên cạnh đồi, co cẳng định nhảy xuống để tự tử, chợt lại tỉnh ngộ mà nghĩ lại rằng: cha mẹ sinh ra ta đường đường một đấng nam nhi, sức dài vai rộng, võ giỏi tài nhanh thế, mà quanh quẩn không làm được một việc gì bổ ích cho đời, nay lại hoài thân đến đây tự tử thì thực là uổng công cha mẹ sinh thành mà sống bấy nhiêu lâu cũng là vô ích. Chỉ bằng ta hãy nấn ná ở đời để xem cơ hội ra sao, rồi ta hãy liệu. Tiểu nhân sống lắm cũng thừa, anh hào chết vội cũng chưa đáng đời. Còn non, còn nước, còn người, lẽ đâu phó mặc đất trời cho cam. Dương Chí nghĩ vậy, quay trở vào bên cạnh chỗ mấy người nằm, thấy anh nào cũng mở mắt trao cháo nhìn lên Dương Chí mà không sao cựa dậy được. Chàng liền trỏ vào mặt mà mắng rằng: chỉ tại chúng bay đồ khốn nạn ngu si, không nghe lời ta nói, gây nên cơ hội thế này, để cho liên lụy đến ta, thật chúng bay không còn trách ai được nữa. Nói đoạn lại dắt dao găm vào lưng, rồi vớ lấy thanh đao, tần ngần đứng lặng nhìn bốn xung quanh một lúc, rồi thở dài mà lững thững đi xuống dưới đồi. Lênh đênh ngọn núi chân đồi, ai làm cho khách anh tài gian truân. Bọn lão đô quản cùng 11 tên cấm quân kia nằm lăn lóc mãi đến mấy trống canh mới tỉnh dậy. Tên nào tên ấy nhìn nhau mà tưng hửng cả người, chỉ rền rĩ trông trời kêu khổ. Lão đô quản mắng chúng rằng: chỉ vì các anh không nghe lời Dương Chí thành ra làm khổ cả đến ta, bây giờ còn biết làm sao được nữa. Chúng nói với lão đô quản rằng: lão già ơi, bây giờ sự thế đã già thế, chúng ta phải liệu mà thương lượng thế nào cho xong chuyện mới được. Các anh nghĩ thế nào? Cái này thì quả là lỗi tại chúng tôi thật, nhưng cổ nhân đã nói, lửa cháy đến nơi, có thân phải tháo, ong bám vào áo, phải cởi cho mau. Bây giờ nếu có Dương Đề Hạt ở đây, thì chúng ta không còn nói năng gì nữa. Song Đề Hạt đã bỏ chúng ta mà đi mất rồi, thì khi về tới phủ, ta đổ hết cho ông ta, kêu là khi đi đường, ông ta bức bách đánh nhức làm cho chúng ta không thể đi được, rồi lại thông đồng với bọn cướp, lấy đi các đồ kim ngân châu bảo, như thế có tiện không? Lão đô quản gật gù khen phải và bảo chúng rằng:
ta hãy đợi đến sáng mai vào trình quan tư bản xứ và để Ngu Hầu ở đấy nghe xem công việc, rồi ta sẽ về Bắc Kinh báo với quan Lưu Thủ để bẩm vào quan Thái Sư và sức cho quan phủ Tế Châu truy nã bọn cướp, thế là tiện nhất. Chúng bàn định đâu đấy, rồi sáng hôm sau dậy sớm cùng đi với nhau. Gớm quân mặt nạc đóm giày, làm không nổi việc còn hay hại người. Công to việc lớn trên đời, xưa nay ta nát tội thời tại ai. Còn về phần Dương Chí, tay vác thanh đao, lủi thủi một mình đi xuống dưới đồi Hoàng Nê, rồi thẳng trông về phía nam, mãi đến nửa đêm mới tìm một chỗ khu rừng để nghỉ. Bốn phương non nước mịt mù, bạn bè không có, tiền nong cũng hết, một mình vơ vẩn, chưa tính con đường lui tới ra sao. Sáng hôm sau, chàng trở dậy thực sớm để đi cho mát. Đi được hơn 20 dặm đường, nghe trong mình mệt nhọc, đói khát, rất là khó chịu. Chợt trông thấy bên đường có một hàng rượu mà sờ lưng không đồng nào. Chàng liền nghĩ ra một kế để vào đó để mà uống rượu ăn cơm. Khi vào tới nơi, Dương Chí tìm chỗ ghế ngồi, dựng thanh đao vào một bên. Rồi một người đàn bà ra hỏi rằng, ngài muốn xơi cơm rượu gì? Dương Chí đáp, cho tôi 2 nai rượu, rồi lấy gạo thổi cơm, có thịt cá gì mang ra đây một thể. Người đàn bà sai tên đầy tớ, rót ra 2 nai rượu, rồi quay ra thổi cơm, xào thịt mang lên. Dương Chí ăn uống xong rồi, vác thanh đao đứng lên đi thẳng ra cửa, mà không nói năng gì cả. Người đàn bà thấy vậy hỏi rằng, tiền cơm, tiền rượu, ông đã trả đâu? Dương Chí đáp, hãy để cho tôi chịu, tôi đi thẳng đằng này một lát, rồi lại trả ngay. Nói xong bước rảo cẳng đi luôn. Tên đầy tớ thấy vậy, chạy theo nắm Dương Chí lại. Dương Chí đánh cho một cái, ngã lăn xuống đất. Rồi người đàn bà kêu ầm ĩ cả lên. Dương Chí cứ mặc kệ, lặng yên mà đi. Chợt thấy đằng sau lưng có tiếng người kêu gọi lên rằng, thằng kia, mày chạy đi đâu? Dương Chí quay cổ lại xem, thấy một anh chàng to béo cởi trần, vác gậy đuổi theo đằng sau. Chàng liền đứng dừng lại mà không chạy nữa. Đoạn rồi lại thấy tên đầy tớ cùng 2-3 đứa trang khách cũng vác gậy, chạy răm rắp mà đổ xô theo đến. Dương Chí nghĩ thầm, đánh chết một thằng đầu này, tức là chúng không dám đến nữa. Liền múa đao xông lại để đánh với anh kia. Anh kia cũng giơ gậy lên đánh lại. Hai bên đấu nhau được đến 20-30 hiệp, song sức anh kia không thể nào địch nổi với Dương Chí. Chỉ quanh co che đỡ cũng không xong. Bấy giờ tụi đầy tớ người nhà đã toàn xông vào cả một lượt để đánh Dương Chí, thì bỗng thấy anh chàng kia nhảy ra ngoài vòng mà kêu lên rằng, khoan tay, bác là ai? Nói tên tuổi cho tôi biết. Dương Chí vỗ bụng đáp, ta đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thanh Diện Thú Dương Chí chính là ta. Người kia hỏi, có phải Dương Chế Sứ ở Điện Tư Phủ bên Đông Kinh đó không? Dương Chí đáp, làm sao ngươi lại biết đến tên ta? Chính ta là Dương Chí đây. Anh chàng kia vội vớt gậy ra, rồi cúi xuống lại mà rằng, chúng tôi thật là có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, xin ngài thứ lỗi. Dương Chí chạy lại đỡ người kia dậy mà rằng, ông là ai? Tôi không được biết. Người kia đáp, tên tôi là Tào Chính, người ở phủ Khai Phong, là học trò giáo đầu Lâm Sung khi trước. Nguyên nhà tôi ngày xưa chuyên nghiệp đồ tể, sau tôi cũng thiện nghệ về mặt sát sinh, nên ai cũng gọi tôi là Thao Đao Quỷ. Mới đây có một ông Tài Chu giao cho tôi 5.000 quan tiền đem sang Sơn Đông buôn bán, bất đồ thua lỗ mất cả, thành ra không dám về nhà, mà lần lữa lấy vợ ở đây. Người đàn bà lúc nãy là vợ tôi, con một nhà làm ruộng ở đây, mà người rót rượu lúc nãy tức là em vợ tôi đó. Tôi được gặp Chế Sứ thật là may mắn, vừa rồi tôi chót lỡ mạo phạm đến ngài, mới biết thủ đoạn của ngài thật là tài giỏi, không khác gì Lâm sư phụ, chúng tôi không thể nào mà địch được. Dương Chí nói, té ra anh là học trò Lâm giáo đầu mới bị thái úy hãm hại phải đổi nghề đi lạc thảo, hiện bây giờ ở Lương Sơn Bạc đó. Tào Chính nói, chúng tôi cũng được nghe láng váng như thế, song chưa biết đích xác ra sao,
xin đón chế sứ hãy vào chơi tạm trong hàng đã. Nói đoạn mời Dương Chí vào ngồi chơi trong hàng, gọi vợ và em vợ ra bái kiến, rồi một mặt sai làm rượu khoản đãi. Khi ngồi uống rượu, Tào Chính hỏi Dương Chí rằng, chế sứ vì cớ gì mà lại đi đến đây? Dương Chí liền đem chuyện từ khi đánh mất Hoa Thạch Cương cho tới khi đánh mất các đồ lễ vật của Lương Trung Thư nói cho Tào Chính nghe một lượt. Tào Chính nghe vậy liền nói rằng, nếu thế thì xin ngài hãy tạm ở đây trong ít bữa rồi bàn định việc sau. Dương Chí đáp rằng, bác có lòng tốt thế, tôi cũng lấy làm cảm tạ lắm. Song chỉ e quan tư truy nã đến nơi, ở đây lâu có điều không tiện. Vậy thì ngài định đi đâu bây giờ? Tôi định đi sang Lương Sơn Bạc tìm Lâm giáo đầu một thể. Dạo trước tôi đi qua đấy, gặp ngay ông ta xuống đánh nhau với tôi một lúc. Rồi sau Vương Luân thấy võ nghệ hai người đều khá cả, liền mời lên chơi rồi định lưu giữ ở trại. Vì thế nên tôi nhận biết Lâm giáo đầu ngay từ độ đó. Bây giờ Vương Luân đã có ý bảo tôi ở lại, song tôi nhất định không chịu làm nghề lạc thảo. Tới nay trên mặt đã phải thích kim ấn mà lại gặp bước thế này, nên phải liều mà định đi đến đấy. Nhưng nghĩ ra thì cũng là bất đắc dĩ lắm, bởi thế nên tôi vẫn còn phân vân chưa quyết ra sao. Ngài nói cũng có lý, tôi cũng thấy nhiều người nói rằng Vương Luân là một người hẹp hòi không có độ lượng gì. Ngày trước sư phụ tôi đến đấy cũng bị anh ta bất hành bất huệ mãi rồi mới chịu dung. Như thế thì những người chí khí chịu sao cho được. Nay ở gần đây có hạt Thanh Châu, có một trái núi gọi là núi Nhị Long Sơn, trên có ngôi chùa gọi là Bảo Châu, địa thế cũng đẹp đẽ, mà chỉ có một lối là đi lên núi được. Xưa nay có một người tên là Kim Nhãn Hổ Đặng Long trụ trì ở đó, nhưng mới đây anh ta đã phá giới mà để tóc và tụ họp đến 400-500 lô la để cướp bóc kiếm ăn. Vậy chế sứ có ý muốn đi lạc thảo thì chi cho bằng đến đó tiện hơn. Dương Chí nghe nói cả mừng mà cảm tạ Tào Chính. Tào Chính lưu Dương Chí ngủ lại ở đấy một đêm. Đến sáng hôm sau, Dương Chí nhờ Tào Chính cấp đỡ cho một ít hành lý, rồi tự tạ mà đi sang núi Nhị Long. Cho hay, có ăn mới biết ớt cay, có từng trải lắm mới hay mùi đời. Cao lang mấy kẻ ra ngoài, quê mùa rau cháo là nơi hữu tình. Đường đi vào khoảng gần hôm, đã trông thấy một tòa núi cao cao. Dương Chí liền nghĩ trong bụng định tìm chỗ rừng cây để ngủ một đêm, rồi sáng hôm sau sẽ lên núi. Chàng nghĩ đoạn, bèn lần lần vào chỗ rừng cây ở trước mặt, bắt đầu bước chân đi vào, thì bỗng giật mình đứng lại, rồi thấy có một ông sư bụng phệ đương cởi trần để hở những nét hoa chạm ở trên sống vai mà ngồi hóng mát dưới gốc cây thông. Nhà sư ấy trông thấy Dương Chí đến thì vớ lấy cây thuyền trượng dựng ở gốc cây rồi đứng dậy mà quát lên rằng, thằng quái nào mày ở đâu đến đây? Dương Chí nghe tiếng biết là người ở Quan Tây cùng xứ với mình, liền hỏi lại rằng, nhà sư ở chùa nào đến đây? Nhà sư không nói năng gì cả, vác ngay quyền trượng xăm xăm ra đánh ngay luôn Dương Chí. Dương Chí tức mình mà quát lên rằng, thằng chọc này vô lễ thực, để ta đánh cho một trận cho biết tay. Nói đoạn múa đao vào để đánh. Đôi bên đánh nhau trong khu rừng có tới 40-50 hiệp mà không bên nào chịu kém bên nào. Sau nhà sư lựa thế, nhảy tót ra ngoài vòng mà quát lên rằng, khoan tay đã. Bên kia Dương Chí cũng dừng tay mà lại nghĩ thầm trong bụng rằng, lão sư này ở đâu đến mà thủ đoạn khá lắm, có lẽ ta đây cũng khó lòng địch được hắn. Bấy giờ nhà sư hỏi Dương Chí rằng, anh chàng mặt xanh kia, anh là ai? Ta là Đông Kinh chế sứ Dương Chí đây. Có phải là người bán đao ở Đông Kinh mà giết chết thằng Ngưu Nhị đó không? Không trông thấy kim ấn ở trên mặt ta đây à? Nhà sư nghe nói cười ầm lên mà rằng, tưởng là ai, té ra là bác, sao lại gặp ở đây? Dương Chí nói, tôi hỏi khí không phải, hòa thượng là ai, sao lại biết việc tôi bán đao ở Đông Kinh? Vị hòa thượng cười mà đáp rằng, tôi chính là quan quân ở Kinh Lược lão Trung Phủ Duyên An, là lỗ đề hạt đây, nhân vì ba cẳng tay đánh chết thằng Trấn Quan Tây giả, nên phải lên núi Ngũ Đài cắt tóc đi tu,
Sau người ta thấy tôi có tích hoa trên sống vai, cho nên thường gọi tôi là Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Dương Chí nghe nói cả cười mà rằng, nếu vậy thì người cùng một hội cả chứ đâu. Trong khi giang hồ, tôi vẫn được nghe tiếng Sư Huynh, sau thấy nói Sư Huynh đến tu ở chùa Đại Tướng Quốc, thế mà bây giờ sao lại gặp đây? Lỗ Chí Thâm nói, chuyện tôi dài dòng lắm. Khi tôi coi vườn rau giải vũ ở chùa Đại Tướng Quốc, gặp báo từ đầu Lâm Sung bị Cao Thái Úy Toàn giết hại, tôi vì giữa đường thấy sự bất bình, phải đưa anh ta đến tận Thương Châu để cứu cho thoát nạn. Dè đâu lúc trở về, hai đứa công sai lại toan hót với Cao Cầu là chúng định giết Lâm Sung ở giữa rừng dã trư, nhưng bị tôi cứu mất nên chúng không thi hành được. Nhân thế Cao Cầu đem tâm thủ ghét, cấm sư cụ chùa Đại Tướng Quốc không cho tôi ở đấy và lại sai người đến để bắt tội. Sau đó mấy đứa trong bọn dư đảng đến báo cho tôi biết. Tôi tức mình cho một nắm lửa đốt giải vũ mà trốn đi nơi khác. Khi đi quanh quẩn vẩn vơ đến một hàng rượu ở chỗ Thập Tự Pha Mạnh Châu, lại bị con mẹ đàn bà ở trong hàng ấy đánh thuốc mê mà toàn giết hại tính mạng. May sao lại có chồng hắn về nhà trông thấy tướng dạng và các đồ giới đao thuyền trượng của tôi thì lấy làm kinh ngạc, liền cứu cho sống lại và kết nghĩa anh em. Hai vợ chồng nhà ấy cũng có tiếng là hảo hán. Trong đám giang hồ, người chồng tên là Thái Viên Tử Trương Thanh, vợ là Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương, đều có can đảm nghĩa khí hơn người. Tôi ở đấy được dăm hôm, nghe nói ở gần đây có chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long có thể dung thân được, bèn từ giã hai vợ chồng nhà kia đến đây để mà vào đảng. Ai ngờ những thằng ở trên núi này không chịu cho tôi ở đó, thành ra đôi bên sanh sự đánh nhau. Về sau sức nó yếu đuối, không thể nào địch nổi với tôi, liền đóng cả ba tòa cửa núi mà giữ giết ở trong. Tôi tính quanh không thấy đường nào mà lên được, tức mình chửi mắng suốt ngày, chúng cũng lặng im, không thằng nào thò mặt xuống, làm cho tôi càng thêm căm giận trong lòng, chịu khoanh tay mà ngồi đợi ở đây, chứ không có kế gì cho hả được. Dương Chí nghe nói đến đó cả mừng, liền dắt tay vào rừng, quét chỗ đất sạch cùng ngồi, nói chuyện với nhau suốt đêm. Dương Chí lại đem chuyện từ khi đánh mất đá hoa cho đến lúc gặp vợ chồng Tào Chính thế nào, kể cho Lỗ Chí Thâm nghe, rồi nói rằng, bây giờ chúng nó giữ chặt sơn trại, không chịu mở cửa ra, thì ta vào đây cũng là vô ích. Vậy bất nhược ta hãy đến nhà Tào Chính để nghỉ ngơi, và sẽ bàn định xem sao. Nói đoạn, hai người cùng ra mà tìm đến Tảo Điếm Tảo Chính. Khi tới nơi, Dương Chí trỏ Lỗ Chí Thâm bảo cho Tảo Chính biết. Tảo Chính lấy làm vui mừng, liền sai làm rượu cơm để thiết đãi hai người, rồi cùng bàn chuyện đánh phá núi Nhị Long. Tảo Chính nói, nếu đám ấy mà nó đóng chặt cửa không chịu ra, thì dẫu có tới một vạn quân mã cũng khó lòng đánh nổi, không cứ là hai người. Vậy đám ấy chỉ có thể dùng mẹo mà phá mới được, chứ dùng sức thì không ăn thua. Chí Thâm nói, lúc tôi mới đến đấy còn tiếp nhau ở ngoài cửa, sau thấy hắn không chịu cho mình nhập bọn, liền đá cho một cẳng chân ngã lăn xuống đất, rồi định vào giết luôn một thể. Bất đồ bị đám lâu la chạy ùa ra cứu đem về sơn trại, rồi đóng chặt cửa lại, tha hồ cho mình mắng nhiếc ở ngoài, nhất định không thằng nào ra nữa. Dương Chí nói, chỗ ấy đã là một chỗ thú thì hai người chúng ta cùng đến đánh lấy có được không? Lỗ Chí Thâm lắc đầu đáp rằng, không thể nào mở được cửa mà lên thì còn làm gì được. Tào Chính nói, tôi có một kế sách này, không biết các ngài có cho là phải hay không. Dương Chí nói, thế nào xin cứ nói cho chúng tôi nghe. Tào Chính nói, bây giờ chế sứ phải ăn mặc giả làm một anh nhà quê cũng như chúng tôi đây. Đoạn rồi tôi cùng vợ và em vợ tôi với ngài đem các đồ thuyền trượng giới đao đưa hòa thượng tới cổng núi, trói thỏng lọng lại rồi bảo với bọn kia rằng, nhà tôi mở hàng rượu ở gần đây, có vị hòa thượng này vào uống rượu say như say nhật mà không chịu trả tiền. Mồm còn nói lảm nhảm, định đi tìm người đến đánh phá núi Nhị Long. Tôi nghe thấy vậy, liền thừa lúc hòa thượng say, bắt trói đem lên để nộp đại vương. Như thế tức là họ mở cửa cho ta vào. Khi tới nơi, hễ gặp Đặng Long là tôi cầm đầu dây thòng lọng rút phăng ra, rồi đưa thuyền trượng cho hòa thượng để mặc hòa thượng cùng ngài đánh cho nó một mẻ, không còn trốn đi đâu được nữa.
còn những tội tẹp nhẹp bên dưới thì thấy chủ chết là tự nhiên tất chúng phải hàng phục mình cả. Kế ấy các ngài nghĩ sao? Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí đều vỗ tay khen là diệu kế. Đến hôm ấy, Tào Chính sắm sửa các đồ lương thực để đi đường và dự bị đâu đấy sẵn sàng tất cả. Sáng hôm sau, cơm nước xong rồi, Chí Thâm đưa khăn gói hành lý để gửi ở nhà Tào Chính, rồi ba người cùng vợ và em vợ Tào Chính và dăm bảy người nhà nữa cùng đi lên núi Nhị Long. Khi đi tới gần khu rừng đó, mọi người đều cởi bỏ áo xiêm, rồi lấy thừng trói thòng lọng Lỗ Chí Thâm lại, xong cắt hai tên người nhà cầm đầu thừng để dong đi. Dương Chí đầu đội nón mê, mình mặc áo vải rách, tay cầm thanh đao. Tào Chính vác cây thuyền trượng của Lỗ Chí Thâm, còn mọi người kia mỗi người cầm một cây gậy mà dắt đùm đi lên núi. Đến cửa núi đã thấy hai bên bày la liệt những cung nỏ đại giá ở đó. Mấy tên lâu la ở trên cổng thấy bọn nọ trói hòa thượng đem đến thì vội vàng chạy vào báo cho chủ trại biết. Được một lúc, thấy hai tên đầu mục chạy ra chỗ gác bóp hỏi rằng: "Các anh ở đâu? Đến đây làm gì? Bắt được lão sư ấy ở chỗ nào?" Tào Chính liền đáp rằng: "Chúng tôi người ở thôn gần đây có mở một ngôi hàng để bán. Bỗng thấy lão hòa thượng này đến mua rượu uống mà không chịu trả tiền, rồi lại nói khoác rằng định về Lương Sơn Bạc rủ mấy nghìn người đến đánh phá núi Nhị Long và tất cả các làng xóm ở đây. Chúng tôi thấy vậy, đem rượu ngon đổ thêm cho lão uống thực say mềm, rồi trói lại, đem đến đây dâng nộp đại vương để tỏ lòng thuận phục của chúng tôi và trừ khỏi những tai hại về sau nữa." Hai tên đầu mục nghe nói mừng quá lên mà rằng: "Tốt lắm, các anh hãy đợi đấy để tôi vào báo với đại vương." Nói đoạn, hai người chạy vội vào báo với Đặng Long. Đặng Long nghe báo cả mừng, liền sai giải lão sư lên trại để moi ruột moi gan nhắm rượu cho hạ tấm lòng tức bực mọi hôm. Chúng lâu la vâng lệnh ra mở cửa cho bọn kia giải hòa thượng vào. Bấy giờ Dương Chí cùng lũ Tào Chính áp giải Lỗ Chí Thâm lên qua mấy tòa cửa, thấy đường lối quanh co rất là hiểm trở, hai bên núi cao quanh quất bao bọc ngọn chùa, thế núi nguy nga hùng tráng. Khoảng giữa có một núi con đi vào các cửa, trên cửa bày chất các đồ cung nỏ đạn đá cùng là gỗ xúc gậy tre phòng bị rất là nghiêm mật. Khi qua ba tòa nhà vào tới trước chùa Bảo Châu, thấy ba tòa điện môn ở trên một miếng đất phẳng lì như mặt kính, xung quanh chấn gỗ làm thành. Trước cổng chùa có bảy tám tên lâu la đứng gác, trông thấy bọn kia giải Lỗ Chí Thâm vào thì trò mặt mà mắng rằng: "Thằng trọng này hôm nọ đá đại vương ngã, hôm nay bị bắt đến đây gọi là xé xác ra làm trăm mảnh." Lỗ Chí Thâm nghe vậy cứ lặng im không nói năng gì cả. Vào tới trong điện, thấy Phật ở đấy đều khiêng bỏ đâu mất. Khoảng giữa bày một cái ghế chéo phủ da hổ, có lũ tiểu lâu la vác roi đứng dàn hai bên. Được một lát, tiểu lâu la mời Đặng Long ra ngồi trên ghế, rồi Tào Chính cùng Dương Chí giải Lỗ Chí Thâm vào trong thềm. Đặng Long lên tiếng hỏi: "Thằng chọc kia hôm nọ đá ta một cái đau tức bụng dưới, vẫn hãy còn sưng chưa khỏi, hôm nay hẳn có phen vào tay ta chứ?" Chí Thâm nghe nói trợn hai mắt tròn xoe mà thét lên rằng: "Thằng khốn nạn không biết thân, còn thị hùng, mày chạy đâu được bây giờ?" Vừa nói dứt lời thì hai người nhà Tào Chính cầm dây thòng lọc rồi rút phượt ra cho Lỗ Chí Thâm vớ lấy cây thuyền trượng ở tay Tào Chính mà múa nhảy lên để đánh. Bên kia, Dương Chí vẫn nón ra múa đao xông vào, rồi Tào Chính cùng mấy tên người nhà đều cầm gậy xông lên. Đặng Long thấy vậy, vừa toàn đứng dậy để chạy thì đã bị Chí Thâm đánh cho một trượng vỡ óc ra làm đôi mảnh, mà ghế chéo cũng gãy nát ra cả. Các thổ hạ lô la bị Dương Chí đâm chết ba bốn tên, rồi Tào Chính quát lên rằng: "Các người mau đến mà đầu hàng, nếu đứa nào không theo thì lập tức chém hết cả bây giờ." Khi đó 500-600 lô la cùng mấy tay tiểu đầu lĩnh ở đằng trước đằng sau chùa đều kinh sợ hoảng hốt đưa nhau đến mà đầu hàng suốt lượt. Đoạn rồi cho đem xác Đặng Long ra đằng sau núi để thiêu hóa, một mặt kiểm điểm kho đạn, sửa sang nhà cửa,
xem xét các đồ vật ở trong chùa, rồi mang rượu thịt ra ăn uống với nhau. Từ đó, Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí giữ quyền sơn trại, đặt tiệc ăn mừng, rồi bầu mấy tên tiểu đầu mục để cai quản đám lâu la. Còn Tào Chính thì đưa bọn người nhà về tiểu điếm. Nước non riêng một bầu trời, đem thân chí khí ra ngoài cỏ mi, ngang tàn rõ mặt nam nhi, những phường luồn cúi kẻ chi từ dày. Nói về lão đô quản cùng 11 tên cấm binh, khi ở Hoàng Nê Cung trở về tới Bắc Kinh, liền vội vàng vào trước sảnh Trung Thư mà quỳ lại để chịu tội. Lương Trung Thư chưa biết đầu đuôi ra sao, liền hỏi rằng: các ngươi đi đường nghe chừng khó nhọc lắm, nào Dương Đề Hạt ở đâu? Chúng nghe hỏi bèn kêu lên rằng: bẩm ân tướng, người ấy là một người bội nghĩa vong ân, không biết thế nào mà nói được. Khi ở đây bước chân ra đi, được dăm 7 ngày tới Hoàng Nê Cương, gặp phải một hôm khí trời nóng bức, anh em tìm vào khu rừng để nghỉ. Dè đâu Dương Chí thông đồng với 7 người cường đạo, giả trang làm lũ buôn táo, rồi đem 7 cỗ xe Giang Châu đến đón trước ở đó. Sau lại sai một người gánh rượu đến gạ bán cho chúng tôi, mà bỏ thuốc mê vào đánh phản. Đoạn rồi Dương Chí cùng đám kia lấy hết cả đồ kim ngân châu báu mà trốn đi đâu mất. Hiện chúng tôi đã vào trình với quan phủ Tế Châu và lưu hai ngu hầu ở đó để chờ xem tin tức, còn anh em xin về báo để ân tướng biết. Lương Trung Thư nghe nói cả kinh mà mắng rằng: quân chó má, nó là một tên tù tội đến đây, ta đài cử cho nó, ai ngờ lại dám lừa thầy phản bạn, đang tay làm việc bất nhân bất nghĩa như thế. Nếu ta bắt được nó phen này thì tất là sẽ thay ra làm muôn mảnh mới cam. Nói đoạn lập tức bảo gọi phòng giấy lên, thảo công văn hỏa tốc đưa sang Tế Châu và viết một phong thư bắt đưa ngay sang Đông Kinh để trình cho Thái Sư được biết. Được ít bữa, sái Thái Sư nhận được gia thư của Lương Trung Thư đưa tới, bóc ra xem, lấy làm kinh ngạc mà rằng: những quân trộm cướp bây giờ to gan thật, năm ngoái chúng đã lấy các đồ lễ vật mừng của con rể mình, đến năm nay chúng lại làm luôn chuyến nữa, như thế thì làm sao cho yên được. Liền sai thảo một đạo công văn, phái một tên thân mật trong phủ, lập tức sức cho quan phủ Tế Châu phải bắt ngay các tên giặc cướp đó, đem về để nộp. Quan phủ Tế Châu từ khi nhận được văn thư của quan Lương Trung Thư ở Bắc Kinh đưa đến, trong bụng đã lo sợ ngày ngáy, chưa biết làm sao mà liệu lý cho xong. Chợt đâu lại thấy lính vào báo rằng: có người thân mật trong phủ Thái Sư ở Đông Kinh đưa công văn đến hầu. Tri phủ nghe báo trong lòng càng kinh sợ hoảng hốt. Chắc là cũng vì một việc lễ sinh nhật gì đây, liền lập tức ra công đường để tiếp người nhà trong phủ Thái Sư. Bấy giờ tri phủ nói với người đưa giấy rằng: việc này từ khi hạ quan tiếp được giấy báo của ngu hầu Lương Phủ đưa đến thì đã lập tức sai người đi chốc nã cường đạo, nhưng chưa thấy tăm hơi đâu cả. Hôm nọ bên quan Lưu Thú lại sai người đưa giấy sang thôi thúc ở đây. Tôi lại phải bắt huyện úy cùng tập bộ quan sát đều phải hết sức truy tầm các ngả mà cũng chưa bắt được ai. Vậy việc này hạ quan xin hết sức truy nã, nếu hễ thấy có chút tăm hơi nào sẽ xin vào tận tướng phủ để bẩm với Thái Sư được biết. Người kia nói: tôi đây là người nhà tâm phúc của Thái Sư, nay vâng mệnh quan Thái Sư ra đây, chỉ cốt bắt được phạm nhân rồi cùng về một thể. Khi bước chân ra đi, Thái Sư dặn đi dặn lại, thế nào cũng phải lưu lại ở phủ đây để đợi quan phủ bắt cho kỳ được 7 tên hàng táo, một tên buôn rượu và một tên quan quân bỏ trốn là Dương Chí. Hạn trong 10 ngày phải giải về Đông Kinh ngay lập tức. Nhược bằng trong 10 ngày mà tra cứu không ra thì có lẽ quan lớn cũng phải ra Sa Môn Đảo một phen. Còn chúng tôi cũng khó lòng về được phủ Thái Sư, mà cũng chưa biết tính mệnh ra sao nữa. Xin quan lớn xem giấy của Thái Sư đây thì biết. Quan phủ xem xong kinh sợ vô cùng, lập tức truyền gọi các viên tập đến để bàn hỏi. Bấy giờ có một người tên là Hà Đào vâng mệnh đến trước công đường. Tri phủ liền hỏi rằng: việc bắt bọn cướp ở Hoàng Nê Cương có phải nhà ngươi đảm nhận không? Hà Đào đáp: bẩm tướng công, từ khi Hà Đào này nhận việc ấy tới nay, đêm nghĩ ngày lo, sai những người sành sỏi thạo việc đi đến tận Hoàng Nê Cương để dò xét.
hiện nay đã mấy phen đánh đập của trách chúng, nhưng cũng chưa dò thấy tung tích đâu cả. Việc này thật chúng tôi không dám trễ nải, song không có thể mà dò xét cho ra được. Quan phổ nghe nói quát lên rằng, nói là trên dễ dàng thì dưới lại lười biếng. Ta từ khi đỗ tiến sĩ đến nay, làm nên một chức tri phủ ở đây cũng không phải là dung dị, thế mà quan thái sư còn ra lệnh đây. Hạn trong 10 ngày, nếu không tẩm nã cho ra thì không những mất quan, có lẽ đến đi đày Sa Môn đảo cũng nên. Các ngươi đã là một người giữ chức tuần bộ mà không hết sức làm việc để cho liên lụy đến ta. Vậy ta hãy đem đẩy các ngươi đi một xứ rất xa, nhạn bay không tới xem sao. Nói đoạn rồi liền gọi thợ thích chữ phát vãng vào mặt Hà Đào, bỏ trống chỗ tên Châu Quận để điền vào sau, rồi lại thét lên mà bảo rằng, nếu ngươi không bắt được đám cướp ấy thì quyết nhiên là tội nặng đến thân, không sao tha được. Hà Đào vâng lời tri phủ, rồi lủi thủi đi xuống phòng cơ mật bàn việc với bọn công sai. Bọn công sai thấy Hà Đào như vậy thì anh nào anh nấy đều tẩn mẩn như tên xuyên mỏ nhạn, câu mắc mang nheo, không còn biết nói năng sao được. Hà Đào thở dài bảo với chúng rằng, mọi lúc bình thường các anh vẫn đến đây để tảo tiền phung phí, sao đến ngày nay có việc như thế này chỉ thấy các anh im thin thít cả. Như thế là nghĩa gì? Các anh có thương đến cái kim ấn ở trên mặt tôi đây không? Chúng đồng thanh nói rằng, quan sát ơi, chúng tôi có phải là cỏ gỗ gì mà không biết, nhưng khốn vì cái bọn buôn táo ấy, chẳng qua là bọn cường nhân ở nơi non xanh rừng rậm, đi đâu qua tới đó, chợt thấy kim ngân châu báu thì họ cướp chia nhau, rồi lại tản về nơi sơn trại, như thế thì còn bắt làm sao được họ? Dù cho có biết nữa, cũng chỉ đến nhìn họ mà thôi chứ gì. Hà Đào chưa nghe thấy bọn ấy nói thì trong bụng còn phiền não 5 phần. Đến khi nghe họ nói thì lại phiền não lên gấp 10 phần, dầu dĩ bước ra phòng giấy rồi lên ngựa về nhà. Khi về tới nhà, dắt ngựa ra tàu buộc vào ngựa, rồi một mình vẩn vơ băn khoăn rất chiều buồn bã. Người vợ thấy vậy liền hỏi rằng, chẳng hay phu quân ngày nay làm sao mà buồn bã như vậy? Hà Đào thở dài đáp rằng, chỉ vì cái việc tôi nói mọi hôm là việc cướp ở Hoàng Nê Cương, nó lấy mất 11 gánh kim ngân châu báu của Lương Trung Thư mà truy tầm mãi không ra, cho nên khổ não đến mình đó thôi. Đời người nghĩ cũng éo le, như mình làm việc vua việc quan, kiếm được miếng ăn đã là vất vả, thế mà những tội bên trên thì cao lương trung đỉnh, nó béo cả họ lẫn hàng, lại còn sinh sự lễ nọ lễ kia, những là sinh nhật với sinh thời, làm cho tự nhiên vô cớ cũng náo động cả dân gian mà phiền nhiễu đến người vô tội. Nào có phải là việc dân việc nước cho cam, đến bây giờ chữ đã thích trên mặt đây. Nếu nay mai không truy nã được ngay bọn cướp ấy để giải về Đông Kinh thì tính mạng mình cũng chưa biết ra thế nào đó. Người vợ nghe nói lắc đầu mà rằng, thế thì biết làm thế nào được, có cách gì bây giờ không? Khi ấy vợ chồng đang than thở, bỗng thấy người em là Hà Thanh đến. Hà Đào bảo em rằng, đến đây làm gì đấy? Sao không đi đánh bạc mà lại đến đây? Người vợ biết ý, liền vẫy Hà Thanh xuống nhà dưới, dọn cơm rượu lên để mời Hà Thanh ăn uống. Hà Thanh có ý không bằng lòng mà rằng, ca ca khinh tôi quá, tôi không ra gì cũng là em ruột của ca ca, mà ca ca có thế nào đi nữa, cũng là anh ruột tôi có điều gì làm nhục đến ca ca mà lại cho tôi ăn uống thế này. Người chị dâu nói, chú không biết, bụng anh bây giờ đương có sự không vui đấy. Ca ca ngày nào cũng kiếm tiền kiếm bẩm, đem về đây, anh em không hề ai quấy nhiễu, còn có chuyện gì mà không vui. Nào chú có biết đâu, hôm nọ vì có bọn 7 người buôn táo ở Hoàng Nê Cương cướp lấy lễ vật của Lương Trung Thư đưa vào mừng sinh nhật Sái Thái Sư ở Đông Kinh. Đến nay quan phủ Tế Châu vâng lệnh Thái Sư gia hạn 10 hôm phải bắt cho kỳ được, bằng không tất phải đi đày ở nơi khốn khổ. Chú không trông thấy chữ thích ở trên mặt anh đó sao? Chú tính như thế thì còn vui vẻ gì mà uống rượu với chú thế nào được? Thôi,
chú cứ xơi cơm rượu đi, đừng nên trách anh ấy nữa. Hà Thanh nghe nói thì gật gù mà đáp rằng, phải, tôi có nghe loáng thoáng thấy họ nói có việc cướp ấy, nhưng không biết đích xác rằng nó cướp ở đâu. Ấy chính ở Hoàng Nê Cương đấy. Thế thì bọn cướp ấy là bọn thế nào? Chú say rượu sao? Tôi vừa nói với chú là 7 người họ buôn táo đó mà. Hà Thanh nghe nói cười ha hả mà rằng, tưởng là ai, chẳng ra là bọn buôn táo đó. Nếu vậy việc gì mà phiền, sao không sai người đi để bắt? Chú nói thế thì cũng phải lắm, nhưng bắt ở đâu được mà bắt? Hà Thanh lại cười mà đáp, tẩu tẩu lo làm gì, mọi lúc bình thường ca ca vẫn năng đi lại với bọn rượu chè cá thịt mà không biết đến anh em, cho nên đến lúc hữu sự mới không biết đâu mà bắt được. Ví bằng mà mọi khi ca ca lại thỉnh thoảng cho anh em được chén rượu, thì bọn cướp danh ấy làm gì mà truy nã không ra. Vợ Hà Đào ngạc nhiên mà hỏi rằng, vậy chú có biết đường lối của họ không? Hà Thanh cười rằng, thôi cứ để ca ca khi nào nguy hiểm đến nơi, bấy giờ sẽ liệu có cách gì cứu được chăng. Nói xong đứng dậy toan đi. Vợ Hà Đào cố giữ lại mời uống mấy chén rượu, rồi chạy ra bảo cho chồng biết. Hà Đào nghe vợ nói, liền chạy vào mà bảo em rằng, em biết tội giặc ấy ở đâu, sao không cứu giúp ta? Hà Thanh đáp, tôi có biết đâu, tôi nói chuyện đùa cho vui đấy thôi, em cứu thế nào ca ca mà cứu? Thôi, sao em lại lãnh đạm như thế? Em phải biết bụng ta đối với em là tử tế, cho nên nghĩ những điều nọ tiếng kia mà cứu lấy tính mạng cho ta mới được. Ca ca thiếu gì những người làm việc mắt nhanh tai sáng, xưa nay có kể đến 200-300 người lại không giúp đỡ được ca ca hay sao? Hà Đào nói, em ơi, em đừng nói như thế, em biết đường lối rồi, can chi còn phải nhường ai? Em cứ báo cho ta biết, rồi ta sẽ có cách đền ơn em, đừng sợ thiệt. Tôi biết gì mà bảo cho ca ca? Hà Đào lại nói, em không nên chọc tức ta, em phải nghĩ tình máu mủ mới được. Hà Thanh đáp, nhưng mà cũng không vội gì, cứ để đến lúc nguy cấp, bấy giờ tôi sẽ bảo anh để bắt bọn cướp giành ấy. Vợ Hà Đào nghe vậy liền bảo rằng, chú ơi, chú phải nghĩ đến tình cốt nhục mà cứu anh mới được. Hiện Thái Sư sức giấy ra truy nã phạm nhân, việc ấy là việc to tày trời, sao lại gọi là bọn cướp danh được? Hà Thanh cười ngất mà nói, tẩu tẩu ơi, tẩu tẩu không biết, tôi đây chỉ vì đánh bạc mà bị ca ca đánh mắng đã bao phen, cho nên chỉ sợ ca ca mà không dám can thiệp đến. Mọi khi có rượu có thịt thì chỉ vui thú với những ai ai, mà tới nay có việc mới biết anh em đấy nhỉ. Mới hay, khi vui vui những đầu đầu, tới khi hoạn nạn mới cầu anh em. Ai ơi thử ngẫm mà xem, nhân tình như thế bạc đen trăng đời. Hà Đào nghe Hà Thanh nói có ý phẫn uất, liền lấy ra 10 lạng bạc để lên mà bảo rằng, em hãy cầm lấy món tiền này tiêu tạm, rồi sau khi bắt được cướp anh sẽ hậu thưởng cho. Hà Thanh cười mà đáp rằng, ca ca thực là ngày thường nén hương chẳng mất, lúc gấp ôm Phật mà kêu. Nếu tôi lấy món tiền này, chẳng hóa ra tôi bắt chẹt ca ca hay sao? Không nên lấy tiền mà nhử tôi. Nếu ca ca làm thế thì không khi nào tôi nói nữa. Có phải là ca ca có lòng tử tế thì tôi sẽ nói cho ca ca nghe, chứ đừng mang tiền ra mà lòe tôi như thế. Hà Đào nói, tiền ấy là của quan trên treo thưởng đấy, em đừng nên từ chối. Hãy nói thật cho ta biết bọn ấy nó ở đâu. Hà Thanh vỗ vào đùi mà nói rằng, bọn cướp ấy tôi đã chóc cả ở trong túi này chứ đâu. Hà Đào kinh ngạc nói rằng, em nói lạ, làm thế nào mà bọn cướp lại ở trong túi được? Hà Thanh nói, ca ca mặc tôi, nó ở cả trong túi tôi đây rồi, ca ca cứ cất tiền đi, không nên đem ra để làm mồi nữa. Mới hay, mấy anh phóng đá ngồi trên, đã không ích nước lại thêm lụy người, túi tham vét sạch của đời, giả danh quân quốc làm mồi ấm no. Vẽ hiêu vẽ vượn trăm trò,
chẳng qua đục nước béo cò hay chi. Rồi đây binh biến bất kỳ, muôn dân đổ thán, tội thì tại ai?